hoa đăng hồi điệp cho Tigon. Và các bạn có biết là hiện giờ nó đang còn khoảng 3 tuần nữa là sẽ tới cái kỳ xuất. Thì hiện giờ mình đã đặt được những cái màu lan mình ưng ý rồi. Thì bây giờ mình sẽ live stream cho các bạn coi được một cái trang trại hoa lan nó hoạt động như thế nào các bạn nhé. Các bạn có thấy đây là một cái vườn lan gọi là vừa phải thôi, tức là đây là vườn lan nhỏ của cái trang trại này thôi. Và hiện nay ở đây mình chỉ chọn được khoảng 3 màu, và chút xíu nữa mình sẽ qua một vườn lan gấp 4 lần như thế này để mình chọn thêm những cái màu trắng và màu vàng các bạn nhé. Thì hiện giờ đây là cái trang trại, và mình sẽ lướt qua cho các bạn coi thử cái lan nó như thế nào các bạn nhé. Đây là những cái chậu lan đó, các bạn thấy chưa? Đây nó là màu vàng cốm, đây là cái màu hồng nhạt. Cái màu hồng này thì nó rất là bền, và hiện giờ là hoa đã nở được 1 đến 2 bông rồi. Thì khoảng 3 tuần nữa là khi xuất đi thì nó khoảng được 5 bông là vừa đẹp để chân Tết các bạn ha. Đây, còn đây là cái màu đỏ, các bạn thấy cái màu của nó đẹp tuyệt vời chưa? Đó, cái này là mình đã đặt để bắt đầu qua khoảng ngày 16 âm. Ngày 16 âm là nó sẽ về tới tiệm hoa của mình các bạn nhé. Còn cái này thì hơi non rồi, này hơi non. Các bạn có thấy cái màu vàng kia không ạ? Cái màu vàng kia là mình sẽ chọn để xuất vào cái dịp Tết vào ngày 16 âm các bạn nhé. Đó, khi mà mình lên tới đây thì nó một bông như thế này là ổn. Và khoảng 3 tuần nữa thì nó sẽ được 4-5 bông. Lúc này là hoa nó sẽ vừa đẹp để bắt đầu chân Tết nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái trang trại lớn chưa? Đây chỉ là một cái trang trại nhỏ của họ thôi, chút xíu nữa mình sẽ ra cái trang trại lớn hơn. Đó, các bạn thấy không? Đó, mình đang đi vào sâu ở bên trong. Đó, các bạn thấy những cái màu này đẹp tuyệt vời chưa? Đây là những cái màu mới. Đó, các bạn thấy đây là màu mới. Đó, và đây là cái màu tím. Đó, khi mà còn khoảng 3-4 tuần nữa thì nó một bông như thế này, thì khoảng 3 ngày nó sẽ nở thêm một bông nữa. Thì cho tới cái ngày mà mình xuất nó nở khoảng được 4-5 bông, thì lúc đó là khi về tới Sài Gòn là nó đủ sức để sống. Có rất là nhiều người ta khi mua hoa người ta cứ nói là em phải đưa cho chị cái hàng búp, nhưng mà thật sự ra nếu mà đưa cái hàng búp quá như vậy thì khi về tới Sài Gòn nó nóng và nó sẽ rất là khó nở các bạn nha. Đó, cái chị đi sau mình là cái chị này là bên của nhân viên của công ty, và hiện giờ chị đang chuẩn bị hoa để xuất cho ngày hôm nay. Đó, các bạn thấy nó đẹp chưa? Đây. Đó, khi mà lan là búp nó như thế này. Và các bạn biết là để trồng được cái lan hồ điệp, các bạn thấy cái dàn quạt của họ chưa? Đó. Với cái dàn quạt như thế này thì khi mà họ trời nóng, trời lạnh, họ sẽ điều chỉnh để có được một cái nhiệt độ đẹp nhất, một cái nhiệt độ tốt nhất cho hoa lan. Do đó mà nếu mà thực sự mình mà cứ lấy hoa mà hoa búp quá thì khi mà về nhà thì xe hoa sẽ rất khó nở, tại vì cái điều kiện chăm sóc của mình nó không được như vậy các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, hoa lan hồi điệp khi mà nó còn non, còn búp thì nó như thế này. Thấy chưa? Đó, ở bên trong kia là đó, ở bên trong này là cái lan hồ điệp màu hồng. Cái lan này mình cũng đã đặt cho Tết rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy cái màu hồng của nó tuyệt vời chưa? Đây là cái màu mới. Đó, đây là cái màu mới. Và cái cánh hoa khá là dày. Cái điều mà mình băn khoăn nhất ở những cái màu mới, tức là những cái màu lai, thì những cái màu lai á, thì thường là nó lai màu trắng và những cái màu khác thì cái độ bền nó không lâu bằng màu trắng. Tuy nhiên những cái màu lai của nó thì có những màu mới và rất là đẹp. Đó, các bạn thấy cái màu hồng phớt không? Tuyệt vời chưa? Đó, những cái màu này là vào ngày 16 âm lịch là hoa bắt đầu về Sài Gòn, thì khoảng ngày 18 là bắt đầu mình trồng lên chậu, và lúc đó các bạn tha hồ mà lựa chọn ha. Đó, đây là cái màu hồng sọc.
các bạn thấy chưa? Đây là màu hồng sọc. Đó, đây là màu hồng sọc. Đây cũng là một màu trong những cái màu lime. Thì trong các màu thì cái màu này thì nó trưng khoảng được 3 tuần. Tại vì cái cánh thì nó hơi mỏng, nhưng mà cái kết cấu bông thì nó rất là dễ thương. Đó. Và đi vào bên trong. Đi vào bên trong thì các bạn thấy là mình đang tới cái khu vực của cái màu mới nhất bây giờ. Và màu này Tết nay thì ở Hoa Tigon cũng sẽ có các bạn nha. Đây. Các bạn thấy cái cánh của nó chưa? Đó, các bạn thấy cái cánh của nó chưa? Màu rất là đẹp, màu đỏ nhung. Hay còn gọi là đỏ đô. Với cái màu này thì độ bền cũng khá tốt. Cánh thì dày. Và khi mình nhìn cái màu của nó, nhìn cái màu của nó, các bạn thấy nó rất đẹp luôn nè. Đó, màu này gọi là màu đỏ đô. Đó. Và đây là hồ điệp mini. Các bạn thấy cái hồ điệp mini trắng dễ thương chưa? À, tuy nhiên cái hồ điệp mini này nó đen như thế này nhưng mà nó hơi mong manh và dễ vỡ, nên là cái màu này thì không được bền lắm. À, nhưng mà trồng những cái chậu vừa vừa để văn phòng thì tuyệt vời. Đó. À, đây. Quá đẹp. Đó, các bạn thấy cái hệ thống dàn kính của họ chưa ạ? Đó, các bạn thấy cái hệ thống dàn kính của họ chưa ạ? Đó, với cái dàn kính như vậy thì khi mà họ cần cái ánh sáng nhiều thì họ sẽ mở cái dàn kính này ra, và khi mà họ bắt đầu mùa lạnh quá thì họ sẽ thu đóng lại, giảm bớt quạt. Đó. Mình thì mới lên Đà Lạt cách đây khoảng 2 tiếng. Từ trên Đà Lạt chạy về đây thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và hiện giờ mình đang vào để đặt cọc cái hàng trang trại lan để mình cung cấp cho mình dịp Tết. Thì năm nào cũng vậy, ở đây họ cung cấp cho mình từ 1.500 đến 2.000 cây, mà mình mua khoảng 2 vườn như vậy. Thì ở đây là một cái nhà vườn mà họ làm ăn khá là uy tín. Tức là khi mà mình đã đặt cọc, mình đã chọn hoa rồi thì họ sẽ theo cái đơn hàng của mình mà họ làm. Tại vì ở Đà Lạt á, thì có những cái nhà vườn họ giống như họ mới ra, họ chưa có nhiều khách, nên khi mà họ làm ăn họ chưa có được uy tín thì lúc mà mình đặt cọc, mình chọn hoa xong, có những người họ khác họ lên sau này khi mà hàng hút á, họ lên họ mua thì lúc này họ mới bắt đầu thấy cái giá có thể cao hơn là họ bán. Do đó mà mình phải, cái dịp Tết là cái dịp rất là quan trọng, mình cần cái nguồn hàng rất là tốt và đẹp để cho khách hàng của mình. Nên là các bạn phải lựa chọn được những cái công ty thật sự là uy tín, đừng có ham rẻ, đừng ham rẻ các bạn nhé. Cái lan á, nó đắt hay không, không phải là chỉ dựa vào cái lan nó đẹp hay không, mà quan trọng nhất là cái độ bền. Thì những cái công ty có uy tín, làm ăn lâu năm, họ có cái kinh nghiệm chăm sóc hoa tốt hơn thì cái giá nó sẽ hơi cao một chút, nhưng mà cái hoa đó đảm bảo. Còn có những cái chỗ mà họ chăm sóc, ví dụ như họ chưa có kinh nghiệm, gần Tết họ thấy bông còn búp hay là nở quá, họ dùng những cái thuốc hóa học để họ kìm hãm cái đồ nở hoặc là làm tăng cái đồ nở, thì những cái hoa đó nó sẽ rất là mau héo và mau đỏ nụ. Còn ở Tigon của mình á, thì đúng là có thể giá cao hơn một chút, nhưng mà hoa của mình thì rất là bền các bạn nhé. Có những khách hàng người ta chưng gần cả vài ba tháng một chậu lan. Có những khách hàng mà ngay cô hàng xóm của mình luôn, cổ chưng một chậu lan gần 2 tháng, bán cho cổ là chờ hoài không thấy mua lại. Đó. Thì đây là cái trang trại mà hoa lan mà năm nay Tigon sẽ đặt để lấy hàng. Thì mình chỉ có thể live stream một thời gian ngắn như vậy, tại vì ở đây cái sóng hơi yếu và mình còn phải đi, mình chỉ có 2 ngày để mình đặt cọc rất là nhiều, mình lo rất là nhiều việc, nên là tạm thời mình chỉ live stream được cho các bạn một chút như vậy để các bạn coi qua cái dàn lan và các bạn biết được cái hoa lan của Tigon thì được lựa chọn từ đâu ha các bạn ha. Rồi, vậy tạm biệt các bạn nhé. Tất cả các cái câu hỏi hay gì của các bạn về lan thì các bạn liên hệ trực tiếp hoặc inbox với mình nha các bạn.